tôi giữa đất trời. Kính thưa quý vị, các thầy cô, các bạn sinh viên Đại học Hoa Sen và khán giả yêu nhạc trình Công Sơn Thân Nguyễn, tôi xin đại diện cho gia đình nói lời cảm ơn đến chương trình ca nhạc Tôi Đi Tìm Tôi hôm nay với một đất kế quỹ cho học tập trình Công Sơn. Anh Sơn đã viết: sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thông điệp ấy đã được lan tỏa trong cộng đồng và chương trình nhạc đến nay là hiện thực sinh động về sức lan tỏa đó. Từ quỹ học bổng này, tôi tin sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái chia sẻ để có thêm nhiều tài năng âm nhạc được dưỡng nuôi thành tài làm giàn nhạc Việt Nam. Tôi xin bày tỏ sự cảm mến và biết ơn ban tổ chức, các ca sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc, trường Đại học Hoa Sen, Solange Project và những tấm lòng bạn bè, những người yêu nhạc trình. Xin chúc cho chúng ta có một đêm âm nhạc vui tươi và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Và bay trên bầu trời lạc đàn, tình yêu và gió, gió thổi mình mấy một cuộc đời, cuộc đời lần đần. Em đi gió thổi có những con đường xa xôi, em đi và đi lại. You.